Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở cung đường lang thang ở một video tiếp theo. Bây giờ là 10:30 phút buổi trưa. Em đang đứng ở trên con đường Nguyễn Hoàng, con đường cũ năm xưa trước năm 1975, và con đường mới đó là con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hướng này thì chúng ta sẽ đi lên khu vực Lạc Dương. Hôm nay nhiệt độ ở ngoài trời là 21 độ C, khoảng 69 độ F. Thời tiết buổi sáng nay thì nó cũng không có nắng gắt bằng ngày hôm qua. Quý vị và các bạn thân mến, ở phía trước màn hình quý vị và các bạn, đây là một cái khu, một dãy nhà nằm trên con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ở phía trên đó là con đường Cao Bá Quát, con đường Nguyễn Siêu. Và men theo cái hướng này thì chúng ta sẽ về khu vực Mã Thánh cũ. Thì trong clip ngày hôm nay thì em xin phép được đưa quý vị và các bạn đi thăm lại khu vực phường 7. Chúng ta sẽ đi men theo con đường này, đi lên một cái khu vực đường Acoret Suối Vàng, rồi tiếp tục đi thẳng lên huyện Lạc Dương. Trước khi đi thì em xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới an lành, thật là nhiều niềm vui, đặc biệt là thật là nhiều sức khỏe ha, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cái mùa dịch này. Em cũng xin cập nhật đến cô chú anh chị và các bạn một số thông tin về dịch bệnh ở Đà Lạt trong ngày 18 tháng 8 năm 2021. Và sáng nay thì phát hiện thêm 6 ca liên quan đến công ty sợi Đà Lạt nữa. Cụ thể là sáng ngày 18 tháng 8, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng ông Nguyễn Đức Thuận cho biết thì tính đến 7 giờ sáng nay, Lâm Đồng ghi nhận có thêm 6 ca Covid-19 mới tại các khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa xã Chạm Hành và Xuân Trường liên quan đến công ty sợi Đà Lạt, gồm có 2 nhân viên công ty sợi Đà Lạt và 4 ca lây nhiễm từ nhân viên công ty này liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại công ty sợi Đà Lạt. Thì ngày 5 tháng 8 phát hiện ca bệnh đầu tiên, và tính đến thời điểm này thì đã ghi nhận 134 ca, trong đó thì có nhân viên của công ty là 50 ca và những ca ngoài cộng đồng. Và lây nhiễm thứ phát là 84 ca, phân bố tại xã Chậm Hành là 79 ca, Xuân Trường là 39 ca, Đơn Dương là 16 ca. Và cũng đã truy vết được 650 F1, trong đó thì có 174 nhân viên công ty sợi Đà Lạt và 422 F1 tại Đà Lạt và 54 F1 tại Đơn Dương. Và 910 F2, trong đó tại Xuân Trường là 288 người, Chậm Hành là 405 người, Đơn Dương là 217 người. Qua xét nghiệm thì 20.576 mẫu của toàn bộ F1, F2. Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà, Lạc Dương đang tập trung truy vết lấy mẫu sàng lọc giai đoạn 2 từ ngày 16 tháng 8 đến hiện tại đã lấy mẫu xét nghiệm 7.030 người tại cộng đồng, thuộc xã Xuân Trường là 4.195 người, Chậm Hành là 2.835 người. Và quý vị và các bạn thân mến, hiện toàn tỉnh đang cách ly 5.464 trường hợp để phòng dịch Covid-19. Thì trong đó thì cách ly tại cơ sở y tế là 221 trường hợp, cách ly tập trung là 1.933 trường hợp và cách ly tại nhà là 3.310 trường hợp. Tính đến thời điểm hiện nay thì Lâm Đồng đã ghi nhận là 206 ca, gồm 158 ca cách ly điều trị và 48 ca đã ra viện. Và trong ngày hôm qua với ngày hôm nay thì đã tăng lên thêm 6 ca nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, em đang đứng ở ngã tư số 6, và hướng này thì chúng ta sẽ lên Lang Bay An và đường mà chúng ta đi xuống Suối Vàng, rồi rất là nhiều các cái khu du lịch nổi tiếng có nhiều cái cảnh đẹp. Hướng này thì chúng ta sẽ về con đường Bạch Đằng này, con đường cũ trước năm 75 là để tứ lộ ra thành. Tại cái vị trí này mà chạy xuống con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, con đường cũ Nguyễn Hoàng, thì nó có nhiều cái khu vực căn nhà của Pháp. Trước 75 thì đó là những khu nhà nghỉ mát của cảnh sát. Có căn thì người ta bỏ hoang, một số căn thì vẫn còn người ở, nhưng mà hầu như là không có sửa chữa gì nhiều cho lắm. Thành ra là đi ngang qua là mình nhận ra ngay.
và cái hướng mà sau lưng của em vẹo về hướng tay trái thì chúng ta sẽ đi về nghĩa trang Thánh Mẫu, rồi đi ra con đường Phủ Lõng Thiên Vương, đoạn khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu đó. Rồi bây giờ thì em sẽ xuất phát tại cái vị trí này, đi về nhà thờ Tùng Lâm, sẽ đứng một chút xíu ở đó rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp về huyện Lạc Dương ha. Từ đây mà đi lên núi Lan Mây An thì còn khoảng 5 đến 7 cây số nữa. Đường đi cũng khá là xa, thôi mình tranh thủ mình đi. Trước năm 75 thì có cái khu vực ấp Binh Sĩ, nguyên cái khu vực thung lũng. Không biết cô chú anh chị nào còn nhớ ở cái khu đó hay không. Chúng ta chạy thẳng vào một chút xíu nữa ha. Đường phường 7, con đường ngày hôm nay nó cũng thay đổi nhiều, quán xá mọc lên, nhu cầu buôn bán rất là nhiều, từ mặt hàng ăn uống cho đến mặt hàng đồ gỗ vân vân, khá là nhiều. Dạ quý vị và các bạn thân mến, ở khu vực Lạc Dương thì trước đây á có rất là nhiều người đồng bào dân tộc và người Cờ Ho. Dạ họ thường đi ra phố họ bán ngô, lâu lâu thì chúng ta hay thấy cũng có cô bác anh chị đi gùi á, mấy cái gùi trên lưng á, mà để ngô trên đó đi ra phố để bán. Rồi lâu lâu thì thấy một số em nhỏ nằm trên cái gùi, ngồi trên cái gùi đó. Dạ ở nhà thì không ai trông, thành ra là cho đi luôn, đi bán ngô với lại ba mẹ luôn. Bây giờ thì không còn thấy hình ảnh đó nữa, tại vì bây giờ đâu có ai xài lò than, lò củi nữa đâu. Phía trước có màn hình quý vị, đây là nhà thờ Tùng Lâm này. Em sẽ tạt qua đây một chút xíu ha. Hôm nay thì người ta đang sơn sửa lại một tí xíu ở phía bên ngoài. Trong này là cái khu bà con mình làm vườn nhiều lắm. Đâu đó chúng ta vẫn thấy những căn nhà gỗ thấp thoáng, nhưng mà còn rất là ít luôn quý vị và các bạn thấy ha. Đó, có những căn nhà nó cũ như thế này luôn, lâu lâu chúng ta mới thấy được căn nhà nó cũ như thế này. Hầu như bây giờ nhà ống nhà hộp mọc lên rất là nhiều, nó mất đi cái vẻ vốn có rồi. Đôi khi những ngôi nhà cũ như vậy thì nó mới mộc mạc, có một cái vẻ đẹp giống như là những căn biệt thự ngày xưa của Pháp vậy đó. Ở đây người ta cho thuê bàn ghế, bây giờ ta không có ở đây nữa, ta là một cái kho bãi. Bây giờ thì đa số bà con mình đi làm hết rồi, đi ngang qua đây thì cũng vắng, không thấy ai. Nhà thờ Tùng Lâm hay còn gọi là giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm, bởi nơi đây thì được các linh mục dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Và cách nhà thờ khoảng 500m thì quý vị và các bạn đi vào trong một cái con đường khá là đẹp, thơ mộng, bởi xung quanh thì rất nhiều cái cây cối thì xanh mát. Thì chúng ta sẽ đi vào Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên. Nhà này thì được xây dựng trước năm 1975 là học viện dòng Chúa Cứu Thế luôn, và ngày nay là trở thành Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên. Trong này thì người ta còn lưu giữ rất là nhiều các cái bộ xương của các cái loài động vật quý hiếm. Nếu mà có dịp thì quý vị và các bạn có thể đi vào đây tham quan thử xem sao.
Giáo sư Tùng Lâm là một phần tử thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Giáo sư có lịch sử phát triển rất là lâu đời, được xây dựng cách đây hơn 60 năm trước và không ngừng đi lên. Từ trùng tu kiến trúc đến việc chiêu mộ con chiên, nhà thờ đã trải qua rất là nhiều đời cha xứ. Và với sự quyết tâm nỗ lực của cha, giáo xứ mới được thay đổi diện mạo mới như ngày hôm nay. Nhà thờ Tùng Lâm thì được xây dựng trước năm 1970. Ban đầu thì chỉ có một nhà nguyện nhỏ ở ven đồi thôi, cạnh đó là nhà dòng. Sau nhiều lần trùng tu và xây dựng, giáo xứ Tùng Lâm đã dần trở thành hoàn thiện với diện mạo khang trang. Khuôn viên nhà thờ thì nằm trên một ngọn đồi nho nhỏ, kế bên là con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt. Nhà thờ thì có kiến trúc giản đơn nhưng khá tinh tế và trang nhã. Xung quanh lại trồng rất là nhiều các cái cây cảnh, một khu vườn hoa có những cây hoa cẩm tú cầu, một trong những loài hoa đặc trưng phổ biến tại Đà Lạt, thành phố mộng mơ. Ở bên trong này là trường tiểu học Đa Thành cũ này. Đó, quý vị và các bạn thấy ha. Còn bên này thì bên hông của nhà thờ. Em sẽ đi xuống lại ha. Ngày hôm nay thì đang sơn sửa, sơn lại, chét những cái lớp bột chét này lên để sơn màu. Đây là tháp chuông của nhà thờ. Rồi mình đi thôi. Ở đây có một cái sân đá banh nho nhỏ cho các em. Quý vị và các bạn thân mến, em đang di chuyển trên con đường đi vào huyện Lạc Dương. Ở mé trái màn hình thì quý vị có thể quan sát thấy là bà con mình buôn bán ở cái dọc theo cái khu vực hai bên đường, thì người ta đang làm lại cái đường mương thoát nước cùng với cái hành lang á, thành ra là rất là bụi. Đây là con đường chạy dài nối liền từ con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh từ khu vực phường 7 mà chạy vào khu vực Lạc Dương. Con đường này thì thuộc bên quân đội, người ta thi công. Dạ, con đường này vô trong huyện Lạc Dương. Dạ, nếu mà đi đa xa ra cháy thì chúng ta đi xuống Thái Phiên, xong rồi có một cái con đường DT723 đó, chạy xuống một đoạn nữa thôi thì sẽ về Đa Cháy. Đa Cháy thì nó cũng thuộc một cái huyện nhỏ của Lạc Dương. Đi tuốt vào bên trong nữa thì đoạn đường nó rất là xấu luôn. Xung quanh đây thì bà con mình làm vườn thôi, trồng rau màu. Và huyện Lạc Dương thì ngày hôm nay thì nó đã phát triển rất là chóng mặt luôn, nguyên một cái khu đô thị sầm uất. Đợt trước thì em có ghé vào đó một lần rồi, đưa quý vị và các bạn đi vào cũng lâu lắm rồi. Có những cái ngôi nhà sập xệ ở đây ha, giống như là đổ rồi. Trước kia là mấy ngôi nhà đó là của người đồng bào dân tộc Cờ Ho. Ngày nay thì người đồng bào sinh sống tuốt vào ở trong
gần cái khu vực núi Lang Biang á. Ngoài này thì bây giờ chúng ta không thấy nữa ha, toàn là người Kinh mình vào đây sinh sống khá là nhiều, mua đất mua nhà. Nhà hồi xưa người đồng bào nhiều đất lắm. Có nhiều cô chú anh chị nói vui, nếu mà lấy được con gái người đồng bào thì tha hồ mà đất luôn, đất đai tha hồ. Còn bây giờ thì hầu như là đất đai họ bán mất một phần nào đó rồi, họ bán cho người Kinh, sau đó là người Kinh xây nhà. Như quý vị và các bạn đã thấy thì nhà cửa ở đây thì đa số là người Kinh mình nhiều nè. Đâu đó những căn nhà gỗ lụp sụp vẫn còn. Đây là những cái trụ điện này, họ chuẩn bị thay thế cho những cái trụ điện cũ. Và trước năm 75 thì khu này thì có một cái ấp gọi là ấp Bình Sĩ, nó nằm ở bên phía mé trái của em vừa mới đi ngang qua. Thì ngày nay thì không còn nữa cái khu đó, giờ người ta làm vườn không à, ta trồng dâu tây chứ bây giờ không có mấy cái nhà cũ, giờ người ta cũng phá bỏ hết rồi, nhà ống nhà hộp mọc lên. Và trong những năm gần đây thì huyện Lạc Dương phát triển rất là nhanh luôn á, phát triển chóng mặt luôn. Như quý vị và các bạn đã thấy nhà biệt thự mọc lên rất là nhiều ha, đó nhà biệt thự 2-3 tầng không, những cô bác vài con bây giờ khá giả rồi. Ở đây có những căn nhà cũng đang xây dựng nè, nhà rất là đẹp luôn, nhà máy chữ A. Và khu này thì mật độ dân số thưa, và họ làm nhà biệt lập rất là nhiều luôn. Trong một cái lô đất như vậy thì có bao nhiêu phần trăm là mình được xây nhà, em đứng đây một chút xíu ha, chia sẻ đến quý vị và các bạn. Ngắm nhìn cái căn nhà này cũng rất là đẹp. Có nhiều anh kiến trúc sư rất là giỏi, họ thiết kế ra những cái ngôi nhà rất là đẹp. Ở trong thì còn có giếng trời, rồi có một cái hồ nhỏ nhỏ để mà nuôi cá, tạo không gian xanh mát. Cây cối người ta trồng ở trong. Sáng sớm mà ngồi đó thì thưởng thức ly cà phê rồi ngắm nước chảy rồi cá bơi thì rất là tuyệt vời. Bây giờ thì đa số những căn nhà hiện đại đều có những cái hệ thống đó. Và ở đây thì người ta mở đường, người ta lấy cũng khá là nhiều, lấy vào mốc lộ giới. Con đường này có thể nói sau này nó có thể nói là nó rất là phát triển luôn á. Đường xá bây giờ người ta thông hết rồi, mở rộng. Ồ, cái nhà này, cái nhà này họ làm lấn ra ngoài đường quá, nhưng mà hồi giờ không biết như thế nào. Nó như quý vị và các bạn đã thấy thì họ những cái căn nhà cũ làm lòi ra ngoài đường đó, thì ngày hôm nay họ đã đập, họ đã đập đó, đập bớt cái sân như thế này nè. Đó, quý vị và các bạn thấy ha, họ đập đi khá là nhiều luôn á, họ lấy vào trong mốc lộ giới đó. Nhà tôn thì không có sao, nhưng mà nhà xây thì họ phải đập hết. Ở đây vẫn còn căn nhà đẹp lắm nè. Wow, căn nhà đẹp như một tòa biệt phủ luôn. Đó, căn nhà đẹp ha, quá trời là đẹp luôn. Lâu lắm rồi mới đưa quý vị và các bạn đi vào đây á. Nay thì mình đi vừa ngắm nhà, vừa cập nhật, vừa hít thở không khí trong lành ở vùng ngoại ô. Ngay
cái đoạn này thì quý vị có thể thấy là họ chưa có nó mở rộng đường ha. Ở bên này là trường tiểu học, trường tiểu học Phước Thành. Đó, như quý vị và các bạn đã thấy thì họ đập luôn cả cái bậc cầu thang lên luôn này, thấy không? Đó. Họ phải làm lại con đường đi lên. Dạ, khu Phước Thành. Ở đây thì có chùa Thiên Phước, trường mầm non 7. Dạ, ở đây vẫn thuộc phường 7 ha quý vị ha. À, đi một đoạn nữa thôi thì chúng ta sẽ về huyện Lạc Dương rồi. Đó, đứng đây thì chúng ta thấy núi Bà rồi, núi Lang Biang. Rồi có cái khu du lịch trên đỉnh núi Lang Biang á, xe OAS đưa chúng ta lên. Lên núi rồi uống rượu rượu cần. Không biết quý vị và các bạn uống rượu cần bao giờ chưa? Một trong những món đặc sản luôn á. Đi vào những cái vùng này thì mình thấy họ hay bán những cái chum rượu cần. Rồi những cái áo mà người ta dệt á, ta dệt bằng những người cô bác đồng bào mình dệt ra. Dạ, bây giờ người ta mở đường ra mình mới thấy lòi ra những cái căn nhà cũ. Chứ trước đi ngang qua thì không thấy. Bên này là chùa Huệ Lâm. Chùa Huệ Lâm thì nó nằm trên một cái ngọn đồi nhỏ nhỏ. Mình phải chạy dài vô trong đó khoảng mấy chục mét nữa. Nó khá là yên tĩnh luôn. Tại vì xung quanh nó họ làm vườn không à. Lạc Dương là một huyện vùng núi nằm ở phía đông bắc của tỉnh Lâm Đồng, diện tích là 1.316,3 km². Huyện được xem là nóc nhà của Lâm Đồng và Tây Nguyên, với độ cao trung bình là 1.700 m, cao nhất trong các huyện thuộc các tỉnh vùng Tây Nguyên. Huyện Lạc Dương thì còn có rất là nhiều các cái địa danh nổi tiếng, ví dụ như là núi Lang Biang, huyền thoại. Rồi vườn quốc gia Bi Đốp, núi Bà, nơi có đỉnh Bi Đốp được mệnh danh là nóc nhà của Tây Nguyên với độ cao là 2.287 m, khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam được công nhận năm 2015, khu du lịch quốc gia Đan Kia, Suối Vàng được chính phủ phê duyệt đầu tư khai thác, đặc biệt là với độ che phủ rừng lên đến 85%, với hệ thống sông hồ, thác nước đa dạng. Huyện Lạc Dương thì có rất là nhiều lợi thế về mặt phát triển du lịch, từ những khu rừng đầu nguồn, vườn quốc gia, rừng bảo tồn thiên nhiên bởi thắng cảnh và cảnh quan đẹp. Nơi đây còn lưu giữ rất là nhiều văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bản địa được lưu giữ và qua rất nhiều thế hệ trong cộng đồng như người Cơ Ho, Chiêu, Lạch. Thông qua hệ thống các lễ hội dân gian, các ngành nghề thủ công truyền thống như văn hóa cồng chiêng, làm rượu cần, đan lát, dệt thổ, vân vân. Hiện tại trên địa bàn huyện Lạc Dương thì có 5 khu du lịch lớn, đó là khu du lịch Lang Biang, khu du lịch Thung Lũng Vàng, khu du lịch Làng Cù Lần và trung tâm du lịch sinh thái giáo dục môi trường thuộc vườn quốc gia Bi Đốp, núi Bà. Lượng khách đến du lịch huyện Lạc Dương trong những năm gần đây thì liên tục gia tăng, năm sau thì cao hơn so với năm trước. Một năm thì có thể đã đón tới khoảng 7 triệu khách du lịch. Bên cạnh đó thì còn có những khu du lịch hệ sinh thái, ví dụ như là khu du lịch Canh Nông, du lịch vườn dâu, vân vân. Và nơi đây thì có gắn liền với rất là nhiều câu chuyện, như là câu chuyện truyền tình Lang Biang. Đó có thể là những câu chuyện tình yêu có thật của những đôi trai gái trong thời chiến, gắn liền với những địa danh như là đồi Thông Hai Mộ, hồ Than Thở. Câu chuyện về tình yêu sắc son của chàng Lang và nàng Biang đến nay vẫn còn được lưu truyền.
Vì thế là trên đỉnh Lang Biang thì quý vị và các bạn có thể thấy là có những cái hình bức tượng đang ôm quấn lấy nhau. Nơi đây thì cũng dành cho những cặp tình nhân đến đây vào mỗi khi mà đang hẹn hò. Và tới đây thì em cũng xin phép được tạm chia tay với quý vị và các bạn ha. Xin kính chúc quý vị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Dạ, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã cùng đồng hành với em qua suốt chặng đường.